xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình tin tức và bình luận trong ngày hôm nay và thưa quý vị có vẻ như là chắc chắn một điều đó là hiện tại những người theo đảng dân chủ đang có một cảm giác bất an và nó có vẻ như là càng ngày càng gia tăng những người mà trước đây cho rằng là họ đã có cơ hội giành chiến thắng sau khi họ đã thay thế Biden và chọn Kamala Harris nhưng mà giờ thì có vẻ như là cái sự uh, đổi người này đang khiến cái cơ hội giành chiến thắng của họ ngày càng xa vời thưa quý vị. Ngay chính cái Đài NPR, một trong những cơ quan truyền thông phò đảng dân chủ ăn tiền thuế của người dân đó, hôm nay cũng đã phải công nhận việc Kamala đang tụt lại phía sau. Đây, cựu tổng thống Donald Trump một lần nữa dường như đang nắm quyền kiểm soát trong cuộc bầu cử tổng thống này. Cho biết ông đang là người điều khiển chiếc xe chứ không phải ông ta là cái người, ông ta không phải là cái người hành khách. Trump hiện đang dẫn trước ở hai tiểu bang và 5 tiểu bang được theo dõi chặt chẽ. Vào cuối tháng 8, Phó tổng thống Harris đã dẫn trước đủ lớn ở 3 trong số 7 tiểu bang để họ nghiêng về phía bà. Bây giờ, Trump đã giành được vị trí dẫn đầu trong mức trung bình của các cuộc thăm dò ở 7 tiểu bang giao động. Lần đầu tiên kể từ khi Harris tham gia cuộc đua, rồi cuộc thăm dò của American Tinker cho thấy rằng là cựu tổng thống Trump cũng đang dẫn trước bà ta 5 điểm ở North Carolina. Đây cũng là cái lý do tại sao mà bà ta quyết định xuất hiện trên đài truyền hình Fox News. Một cái đài mà nhiều người cho rằng là đài địch đó thưa quý vị. Mà ngay chính Biden và bà ta trước kia cố gắng tránh xa nó. Cái lý do tại sao bà ta quyết định tham gia trả lời của đài truyền hình Fox News lần này là để bà ta đang cố tình muốn thuyết phục một số thành phần của Đảng Cộng Hòa mà có vẻ như là không có ưa Tổng thống Trump, không có thích cái cách ông ta nói chuyện cho ông ta là một cái kẻ lão cá kiểu như vậy đó. Thì bà ta đang nghĩ rằng là bà ta sẽ khiến họ có cái suy nghĩ lại và có thể sẽ bầu cho bà ta. Và nhân nói đến cái vấn đề bà tham gia chương trình Fox News thì cho như cũng chia sẻ sơ qua một đôi chút là trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài Fox News thì ngay chính bà ta bây giờ bà đã tách biệt bà ta ra khỏi Biden cho rằng là bà không chịu trách nhiệm về những cái gì mà Joe Biden đã làm trong 3 năm rưỡi vừa qua và khẳng định là nhiệm kỳ của bà sẽ không có cái sự kéo dài từ cái chính quyền Biden tiếp nối theo bà có nghĩa là bà sẽ không phải là cái người tiếp tục cầm cái ngọn đuốc của Biden thưa quý vị. Trong cuộc phỏng vấn, bà đã bị hỏi lại cái vấn đề là trong cái cuộc phỏng vấn trước kia của bà, bà cho rằng là bà sẽ không làm bất cứ điều gì khác so với những gì mà Biden đã làm trước đây. Thì hôm nay bà cho rằng là bà sẽ không phải là cái người tiếp nối cái ngọn đuốc của Biden. Và bà cho rằng là bà sẽ đem kinh nghiệm và những sáng kiến mới của bà vào cái nhiệm kỳ tổng thống của bà. Và bà tự trưng cho bà là một cái hình ảnh của một người lãnh đạo mới Bà cho rằng bà không phải là cái thành phần đã bị cắm rễ sâu ở thủ đô cho nên là bà sẽ có được nhiều cái sáng kiến mà bà có thể thực hiện được và sẽ không có bị ai đó ngăn cản. Thường thì quý vị biết rằng là nếu mà càng cắm rễ sâu ở thủ đô, những chính trị gia đó thì có nghĩa là họ đã bị ăn hối lộ, họ đã bị mua chuộng cho nên là họ khó có thể làm được cái điều gì theo cái ý của họ lắm. Thì ý Kem La đang nói rằng là bà ta là cái người chưa có hề bị cắm rễ ở trong thủ đô là vậy. Nhưng mà thật ra cái người mà chưa bị cắm rễ đó là cựu tổng thống Trump thưa quý vị. Ông ta mới là cái người không hề bị mua chuộng, không hề bị ai nắm đầu cả. Đó. Rồi bà ta tiếp tục nói láo trong cái chương trình phỏng vấn ngày hôm nay khi mà được hỏi về Biden. Từ khi nào thì bà nhận ra được rằng là Biden không có còn như xưa, không có còn được minh mẫn. Bà không những không trả lời mà bà ta lại bà ta lại tiếp tục tấn công tổng thống Trump. Bà nói rằng là bây giờ Biden không có phải là cái người đang chạy đua mà là bà với tổng thống Trump. Rồi bà cho rằng là ông ta vẫn rất là nhạy bén trong cái công việc của ông ta. Nếu vậy thì tại sao Hà Cớ Chi phải đuổi ông ta về vườn nếu mà ông ta còn nhạy bén? Đúng không thưa quý vị? Đó. Nếu mà ông ta còn đủ trí thức thì tại sao không để ông ta làm việc tiếp tục không để cho ông ta tiếp tục nắm quyền thêm 4 năm nữa. Tóm lại thì cái cuộc phỏng vấn của bà Kamala Harris với Fox News nó không những không giúp gì được cho bà mà nó còn làm cho người dân Hoa Kỳ thấy được bà ta là một cái kẻ nói láo, không thể tin tưởng được. Và chắc chắn nếu mà chúng ta ở một cái hành tinh nào khác đi thì hôm nay sẽ là cái ngày cuối cùng, sẽ là cái sẽ là kết thúc cho cái chiến dịch tranh cử của bà ta phải nói là một cái cuộc phỏng vấn quá tệ hại quá xấu hổ nó không những chẳng giúp gì được cho bà ta nhưng mà nó lại càng lôi bà ta xuống kéo bà ta xuống như mình đã nói trong cái chương trình hôm qua cái cuộc phỏng vấn này một là có thể sẽ giúp được bà ta hai là có thể kết thúc cái cuộc chạy đua của bà thì mình nghĩ rằng là thật sự là nó đã làm hại bà ta nhưng mà không vì thế mà bà ta không tiếp tục đâu thưa quý vị truyền thông cánh tả sẽ vẫn vẫn tiếp tục giúp đỡ cho bà ta giúp bà ta đưa bà ta đến đích và chắc chắn một điều nữa là chúng nó sẽ chơi gian lận chúng nó sẽ gian lận trong cuộc bầu cử này và thưa quý vị hiện tại bây giờ đó thì bà ta cũng đang gặp cái sự phẫn nộ từ cộng đồng da màu da màu đây là không phải là chỉ có da đen thưa quý vị mà là cộng đồng á à châu cộng đồng gốc mỹ latin đủ thứ cả là tại sao thưa quý vị? Là tại vì quý vị còn nhớ rằng là bà ta hứa với cử tri nam da đen rằng là nếu mà bỏ phiếu cho bà đó thì là bà sẽ hứa là sẽ xóa nợ cho họ. Rồi cũng như là hợp pháp hóa cần xa cho họ đó. Cho quý vị nhớ. Thế vậy thì còn cộng đồng da màu khác thì sao? Tại sao bà ta không quan tâm đến những thành phần đó? Người Mỹ gốc Latin nè, người Mỹ gốc Á Châu nè, người Mỹ gốc Trung Đông nè rồi những thành phần sắc tộc thiểu số nữa họ thì sao tại sao bà ta không quan tâm đến họ hay là tại vì bà chê những lá phiếu của họ và sau khi mà bà ta nghĩ bà ta nghĩ lại thì chết rồi mình nó đưa ra một quyết định quá sai lầm thì hôm nay bà làm gì thưa quý vị bây giờ thì bà lại đổ cái chiến thuật bà cho rằng là bà sẽ dành tất cả cho mọi người bây giờ là tất cả mọi người chứ không phải chỉ có cái thành phần da đen thưa quý vị Chiến dịch cho biết chương trình được liệt kê trong chương trình nghị sự dành cho nam giới da đen sẽ mở cửa cho tất cả người Mỹ trên cơ, trên cơ sở trung lập về chủng tộc. Thế vậy thì bà ta sẽ phải tốn đến bao nhiêu tiền thuế của quốc gia để bà ta có thể làm được cái việc này cho tất cả mọi chủng tộc ở trong đất nước Hoa Kỳ này, thưa quý vị không chỉ những thành viên ủng hộ đảng dân chủ thấy được bà Kamala Harris không có cái cơ hội giành chiến thắng nữa mà phải nói là những cái thành phần top pu như là tổng bí thư Obama chẳng hạn bây giờ cũng đã nhận ra được cái điều đó thưa quý vị hôm nay trong cái tang lễ của quá phụ của ông Robert Kennedy đó là bà bà Ethel Kennedy tức là mẹ của ông Robert Kennedy Jr đó mà quý vị biết là ông này là đã ủng hộ tổng thống đó thì người ta đã bắt gặp Obama và Biden nói chuyện với nhau. Có một cái cuộc trò chuyện rất là căng thẳng ở trong nhà thờ Thánh Matthew ở thủ đô Washington. Mặc dù là không có âm thanh, nhưng mà chúng ta cũng phần nào đoán được rằng là họ đang bàn về Kamala Harris. Trong đó thì có cả Clinton và bà Nancy Pelosi nữa thưa quý vị. Tất cả những cái thành phần này là những cái thành phần đã đâm sau lưng Biden đó nhìn cách họ trao đổi thôi thì chúng ta có thể phần nào đoán được rằng là Biden có vẻ như là nói thẳng cho Obama biết rằng đó. Ông đẩy tôi về vườn, ông đâm sau lưng tôi. Và bây giờ ông thấy chưa? Ông thấy cái tệ hại chưa? Kamala Harris chắc chắn sẽ thua cuộc. Đó là ông đã đi sai cái nước cờ. Quý vị có biết là trong cuộc thăm dò mới đây của toàn quốc đó, thì cho thấy là bà Kamala Harris vẫn dẫn trước 1,4 điểm trước tổng thống Trump. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại cùng cái thời điểm này vào năm 2020, Biden lúc đó, đó dẫn trước cựu tổng thống Trump đến 9,4 điểm, tức là gần 10 điểm. Và vào năm 2016 cùng cái thời điểm này đó thì bà Clinton dẫn trước tổng thống Trump gần 7 điểm. Nên nhớ gần 7 điểm vào lúc đó mà bà ta vẫn thua cho tổng thống Trump. Thì bây giờ tự hỏi với 1,4 điểm của bà Kamala Harris vào cái thời điểm này thì quý vị nghĩ rằng bà ta có cơ hội giành chiến thắng hay không? Đây và đây nữa này, cuộc thăm dò của Fox News cho thấy cựu tổng thống Trump dẫn trước Kamala Harris 2 điểm phần trăm. Lợi thế của Trump đến từ tỷ lệ lớn hơn ở các quận mà ông đã giành chiến thắng với hơn 10 điểm vào năm 2020 so với Harris ở các quận mà Biden đã giành chiến thắng với hơn 10 điểm. Điều đó đặt ra câu hỏi liệu Đảng Dân Chủ có thể giành chiến thắng trong đại cử tri đoàn trong khi thua phiếu phổ thông toàn quốc hay không? Vào năm 2000 và 2016, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã thua phiếu phổ thông nhưng lại thắng trong đại cử tri đoàn. Và thưa quý vị, cái điều gì mà đang khiến cho các Đảng Dân Chủ này thêm hoảng loạn? Quý vị có biết điều gì hay không? Là tại vì họ thấy được rằng là mặc dù là cựu tổng thống Trump đã bị luận tội đến hai lần. Ông bị dính vào cái vụ 6 tháng 1 ở điện quốc hội. Rồi bị, rồi hiện tại bây giờ thì ông vẫn đang bị truy tố ở nhiều cái khu vực pháp lý. Ông cũng đã bị kết án với hơn chục tội danh ở New York. Nhưng mà có vẻ như là những cái điều đó không có làm ông mất điểm. Người dân vẫn biết, người dân có vẻ như là họ biết đây là cái trò chơi xấu, trò chơi trò chơi bẩn của đảng dân chủ đối với ông cho nên là cái sự cái sự ủng hộ của ông không có lung lay đó cho nên là đảng dân chủ này nó đang hoảng loạn là vậy thêm một cái điểm nữa bên đảng dân chủ thì trước đó như quý vị biết rồi họ ủng hộ biden rồi sau đó sau cái cuộc tranh luận với tổng thống trump thì họ thấy rằng biden không có cơ hội để mà giành chiến thắng thì họ đã đẩy ông ta ra đưa Kamala Harris lên tưởng rằng là bà ta sẽ là một cái làn gió mới sẽ thay đổi sẽ giúp họ chiến thắng nhưng mà rồi ai dè cho đến bây giờ thì có vẻ như không đúng thưa quý vị bây giờ không những mà không có cơ hội mà có vẻ như lại càng làm suy yếu thêm cái niềm tin của người dân vào cái đảng dân chủ này nữa có vẻ như là họ đưa ra tất cả mọi kế hoạch mọi cái mưu kế của họ hầu cho người dân thấy rằng cựu tổng trump là một cái người xấu xa một người nguy hiểm cho nền dân chủ tóm lại là cái đảng dân chủ này nó sử dụng cái nỗi sợ hãi và cái sự căm thù của tổng thống trump để nó thu hút cử tri nhưng mà có vẻ như là nó không có còn hiệu quả thưa quý vị cho nên là đang khiến cho họ hoảng loạn và lo lắng và chắc chắn rằng là với cái sự bất an này của đảng dân chủ thì rồi đây nó sẽ còn kiếm ra nhiều những cái trò kinh khủng hơn nữa để nó nhằm tấn công tổng thống trump điển hình đây thưa quý vị điển hình liên quan đến cái việc bầu cử này ở tiểu bang vừa chia nhà thì bộ tư pháp của biden nha thưa quý vị vào tuần trước đã kiện tiểu bang vừa chia nhà để cố gắng ngăn chặn việc ông thống đốc của tiểu bang này hủy bỏ đăng ký cử tri gọi đó là vi phạm luật liên bang nhưng mà thật sự đó là gì thưa quý vị? Là ông thống đốc của tiểu bang này, ông ta là đảng Cộng Hòa. Ông ta đang ngăn chặn những cái thành phần không phải là công dân Hoa Kỳ đi bầu. Ông thống đốc Glenn Youngkin cho biết việc hủy bỏ đăng ký của những người bị nghi ngờ là không phải công dân đã là chính sách của tiểu bang này trong 18 năm. Bộ Tư pháp đã yêu cầu một thẩm phán liên bang ra lệnh cho tiểu bang phải khôi phục việc đăng ký của những cử tri đã bị xóa khỏi danh sách kể từ ngày 7 tháng 8. Đó thưa quý vị, đây là cái cách gian lận của cái đảng Dân Chủ này. Chính quyền Biden này thấy Kamala Harris đang yếu thế cho nên là chưa đầy 3 tuần trước ngày bầu cử thì bây giờ họ chơi cái trò bẩn này này. Đó. Có nghĩa là họ họ cố tình để cho những cái thành phần không phải là công dân Hoa Kỳ được cái quyền đi bầu trong ngày bầu cử này. Đó. Bộ Tư pháp đã nhúng tay vào cái cuộc bầu cử năm nay này thưa quý vị. Để giúp cho Kamala Harris này. Đó. và bây giờ họ kiện tiểu bang vừa trên nhà, tại vì ông thống đốc của tiểu bang ông đã sàng lọc, ông coi lại xem ai mới thật sự là cái công dân của hoa kỳ. tại vì quý vị biết một điều là những cái thành phần không phải công dân họ vẫn có cái cơ hội để mà họ có cái bằng lái xe. và khi mà quý vị có bằng lái xe thì là ngay lập tức nó sẽ đưa quý vị vào cái hệ thống là có cái cơ hội để mà đi bỏ. đó. cho nên là bây giờ ông đang làm cái vấn đề là sàng lọc lại. Như quý vị biết là tiểu ở thủ đô Washington đó, tất cả những cái thành phần di dân lậu, những thành phần không phải là công dân Hoa Kỳ vẫn được quyền đi bầu. Và rồi quý vị chắc chắn một điều là vào cái ngày bầu cử này, những cái thành phần này nó, họ sẽ đi bầu cho Kamala Harris. Đó là ở trong thủ đô đó thưa quý vị. Đó là mình đang nói ở trong thủ đô đó. Đảng dân chủ này nó đang giở trò, đang bắt đầu giở trò đó những cái chợ, những cái trò bẩn của chúng nó để để nhằm giúp cho bà Kamala Harris đó thưa quý vị. Tóm lại là chúng ta còn 19 ngày nữa và chắc chắn rằng là cái đảng dân chủ này nó sẽ còn có nhiều cái chiêu trò và những cái gian xảo của chúng nó. Cho nên cho như luôn nhắc quý vị là quý vị hãy nên đi bầu sớm là vậy. Không những là quý vị đi bầu sớm mà quý vị còn phải rủ thêm bạn bè quý vị đi chung Rủ thêm 10 người đi chung Rồi cái 10 người đó lại rủ thêm 10 người nữa Tất cả phải đi bầu Để cho nó không có thể nào mà nó gian lận được Rất, chắc, chắc chắn là nó sẽ gian lận Nhưng mà cái số phiếu gian lận của nó Sẽ không có bằng cái số phiếu của chúng ta đi bầu Chúng ta phải đánh bại cái gian lận này Đó là bằng cách chúng ta phải đi bầu Và bắt buộc chúng ta hãy nên đi bầu sớm. Đừng chờ đến ngày 5 tháng 11 thưa quý vị. Chúng ta không biết được chuyện gì xảy ra ngày hôm đó. Có thể là mưa bão, có thể là cúp điện, có thể là phòng phiếu cho rằng là họ đã không còn uh, giấy in. Ví dụ vậy, nó có nhiều trò để nó chơi lắm thưa quý vị. Hoặc là có thể cúp điện, vân vân và vân vân. Không biết được. Cho nên là mong quý vị đi bỏ phiếu sớm. Đừng vì chúng ta thấy rằng là bà ta đang gặp nguy hiểm, đang rớt hạn mà chúng ta ý y cho rằng là ô oh, chắc chắn là ông ta sẽ ông tổng thống Trump sẽ thắng rồi cho nên thôi khỏi cần cái lá phiếu của tôi không thưa quý vị tất cả lá phiếu của chúng ta đều rất là quan trọng trong cuộc bầu cử này đừng ý y chúng ta đừng ý y mà không đi bầu thưa quý vị nên đi bầu và bầu sớm thưa quý vị và nếu mà nhiều một số thành phần quý vị mà cho đến bây giờ vẫn còn phân vân chưa biết là có nên chọn tổng thống Trump hay không Thì đây là một cái lý do nữa để cho quý vị suy nghĩ lại này Hôm nay một cái báo cáo cho thấy rằng là tội phạm dưới thời của chính quyền Biden và Harris Không phải là đã giảm 2,1% như những gì mà cái chính quyền này nói tuyên truyền trong những cái năm trong những cái ngày tháng vừa qua đâu thưa quý vị cái thật sự của nó thực tế của nó đó là cái tội phạm hiện tại bây giờ đã gia tăng tới 4,5% tức là nó tăng hơn nữa thưa quý vị đó là cái sự thay đổi 6,6 điểm phần trăm tăng đó tức là tội phạm nó càng ngày nó càng tăng chứ không phải là càng ngày nó càng giảm như những gì mà cái chính quyền này tuyên truyền cho người dân rồi đây nữa thưa quý vị này Lượng di cư bất hợp pháp cho đến thời điểm này vẫn chưa có giảm đâu. Mà chính quyền Biden này thì cho rằng là nó giảm. Thật sự không phải. Đây, cư dân của thành phố nông thôn ở Indiana. Bây giờ họ đã phải cầu xin sự giúp đỡ từ chính phủ. Vì họ cho rằng là dòng người di cư đang ồ ạt đổ vào thị trấn của họ. Đến mức quá tải thưa quý vị. Đó, đây chỉ là một cái khu vực nhỏ của nước Mỹ thôi đó Mà nó rất kinh khủng thế vậy đó thưa quý vị Ngay cả thị trường của cái khu thành phố này Cho biết là ông ghi nhận là cái sự tăng 20% đến 30% về cái lưu lượng giao thông Trường học và bệnh viện Đó, tại sao nó lại tăng lên tới 30% Cái lượng di cư lậu nó tràn vào đó thưa quý vị đó là quý vị thấy được rằng là cái chính quyền Biden này đã làm gì để bảo vệ biên giới. Chưa hề thưa quý vị. Và cái việc Biden tra phó cho Kamala Harris thì bà ta đã không hoàn thành được cái nhiệm vụ. Bây giờ lại còn đòi xin làm Tổng thống nữa. Thì quý vị nghĩ sao? Quý vị có nghĩ rằng là chúng ta nên cho bà ta cơ hội hay không? Kiểu như là 3 năm rưỡi vừa qua chẳng làm được cái tích sự gì cả nhưng mà thôi thì cứ tại vì bà ta xin thì chúng ta cứ cho bà ta lên chức đi họa may là khi bà ta lên chức rồi thì bà ta sẽ làm được việc thì 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 sao kiểu như vậy đó thưa quý vị đó là cái suy nghĩ của những cái người mà có vấn đề về cái bộ não đó thưa quý vị không có một công ty nào tăng lương hoặc lên chức cho nhân viên của mình nếu mà cái nhân viên đó không hề có làm được một cái thành tích nào cho công ty của họ trong suốt 3 năm rưỡi vừa qua. Không những là không được tăng lương, không được lên chức mà có thể còn bị đuổi việc nữa thưa quý vị. Và quý vị thấy được bà bà Kamala Harris đã làm được gì trong 3 năm rưỡi vừa qua. Và bây giờ thì một số những bản tin có liên quan đến cựu tổng thống Trump trong ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, luật sư ở quận Fulton. Đó là bà Fanny Willis. Hôm nay là bà vừa mới yêu cầu tòa phúc thẩm ở Georgia phải khôi phục lại 6 cái tội danh hình sự ban đầu của bà đối với cựu tổng thống Trump. Đây là những cái tội mà thẩm phán ở tiểu bang này đã bác bỏ vào đầu năm nay đó thưa quý vị. Cho quý vị còn nhớ cái người phụ nữ này. Bà này là đã mướn tình nhân của bà ta để mà đưa cái vụ kiện chống lại tổng thống Trump đó. Và sau đó là nó bị phanh phui và ông ta đã phải từ chức. Bà này đã đệ đơn lên tòa phúc thẩm chua cha yêu cầu tòa hủy bỏ quyết định bác bỏ các cáo buộc chống lại Tổng thống Trump. Được biết là tòa phúc thẩm này sẽ thụ lý cái vụ việc của Tổng thống Trump này vào ngày 5 tháng 12 tới đây. Tức là một tháng sau cuộc bầu cử. Đây cũng là cái cách mà chúng nó đang cố gắng để mà nó nhằm không cho Tổng thống Trump được tuyên thệ. Giả sử như mà ông đắc cử đi. Thì đây là những cái trò mà chúng nó sẽ bắt đầu đưa ra. Không chỉ ở Georgia đâu thưa quý vị, đó ở New York nữa đây này. Hôm nay là tên công tố viên Jack Smith này cũng đã yêu cầu tòa án bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc hủy bỏ vụ kiện. Quý vị nhớ là hôm 27 tháng 8 thì ông này đã đệ một cái bản báo cáo mới, bản cáo trạng mới chống lại Tổng thống Trump bên phía tổng thống trump thì lập luận, luận cho rằng là toàn bộ cái vụ án này là nên bị bác bỏ và hôm nay thì ông ta đã yêu cầu tòa án là không có hủy bỏ bất cứ một cái nào cả những quý vị nên nhớ là bà thẩm phán của dc là một cái thành phần phò đảng dân chủ rất là cực đoan luôn rồi quý vị còn nhớ cái vụ cái ngày tuyên án tổng thống trump ở new york liệu ông ta có bị vào tù hay không nữa đó cho nên là sau cái ngày bầu cử chưa có yên ổn nữa thưa quý vị Chắc chắn là cái đảng Dân Chủ này nó còn làm nhiều cái việc mà chúng ta sẽ phải nói là Chỉ ừ. có những cái nước Cộng sản nó mới làm thôi Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ thực hiện những cái điều này Sau ngày ông đắc cử cho chắc chắn luôn Và thưa quý vị hôm nay thì uh, tin cũng cho biết là cựu Tổng thống Trump đang có kế hoạch là sẽ Đi làm ở quán McDonald's <laughs> cho biết là ông sẽ vào bếp để mà chiên khoai tây Tại một tiệm mà McDonald's ở Pennsylvania vào cuối tuần này Đây là cái cách mà ông chơi bà Kamala Harris thưa, từ quý vị Tại vì bà này nói rằng khi mà bà còn đi đang đi học á, Thì bà ta có làm ở quán McDonald's Nhưng mà cho đến bây giờ thì vẫn chưa có ai lên tiếng khẳng định là À bà ta có làm chung với tôi vào thời đó Chưa hề ai có lên tiếng cả ngay chính những cái người chủ của McDonald này cũng không thể tìm ra được cái lý lịch làm việc của bà ta trước kia. Thì Tổng thống Trump muốn, đây là cái cách ông ta chơi bà ta đây này thưa quý vị. Ông ông cho rằng là bà ta chưa bao giờ làm việc ở McDonald. sở yếu lý lịch của bà ấy nói về McDonald, McDonald, McDonald. Nhưng mà tại sao họ không cung cấp tài liệu và bằng chứng thực tế về về cái phát biểu của bà ta. Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ làm ở McDonald trong vài tuần nha thưa quý vị làm công việc bán khoai tây đó <laughs> để chúng ta coi chúng ta chờ vào cuối tuần này coi xem như thế nào chắc chắn là sẽ có một cái màn kịch hay đây thưa quý vị và để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì thưa quý vị quý vị còn nhớ ở Florida cái bản tin mà có một chú chó mà bị xích ở trong ở một cái hàng rào khi mà nước nó đang dâng lên không đó rồi sau đó nó được cảnh sát đi tuần thấy và phát hiện và đã giải cứu chú chó này thì ông thống đốc của tiểu bang Florida ông cho rằng là ông sẽ trừng trị những thành phần này đó ai là có thể là quá ác ôn với thú vật của mình như vậy thì tin mới nhất cho biết là cái thanh niên này 23 tuổi này thưa quý vị gốc mễ Aldama Garcia đã bị bắt với cáo buộc là đã đã trói chó của mình trong khi nước lũ đang dâng cao Buộc tội ngược đãi động vật nghiêm trọng Tin cho biết là tên này có thể sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm Nếu mà bị kết tội ngược đãi động vật thưa quý vị Chắc chắn ở đây là động ở đây là ngược đãi động vật chứ còn gì nữa Thống đốc của tiểu bang Florida đã từng cho rằng Bạn không thể trói một con chó Và để chúng ở ngoài đó trong cơn bão Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được Luật sư của tiểu bang này cho biết rằng là chú chó này đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Và được biết rằng là cái cảnh sát mà đã phát hiện chú chó đó thì bây giờ xin. Xin đem chú chó này về nuôi. Và đặt tên cho chú chó này là Trooper thưa quý vị. Đó, đó cũng là một cái tin tốt, tin vui. À, cho như muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Và đó cũng là cái bản tin cuối kết thúc cho chương trình tin tức và bình luận trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn phần theo dõi quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.